có vẻ như chúng ta đã trở lại làm ăn. Cảm ơn bạn đã bật lại nguồn điện. Như một phần thưởng, tôi sẽ để tất cả các bạn đi. Nhưng trước tiên, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc tạm biệt. Hãy chắc chắn rằng tất cả các bạn đổi vé dự tiệc của mình. Sau bữa tiệc, tôi sẽ để tất cả các bạn đi. Tôi hứa. Một khi mọi người được một miếng bánh, tôi sẽ mở lối ra và tất cả các bạn có thể về nhà. Hãy vui vẻ trong đó.